trường lớn nơi diễn ra buổi lúc buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường sư phạm Vĩnh Long và 35 năm thành lập trường cao đẳng sư phạm Vĩnh Long. Ra nước đại biểu rồi nha. Các đại biểu vẫn tiếp tục đến hội trường. Thì chụp cho đám em tắm trước đường qua được không?